sắm lá mà cơ mẹ nha. Mà cơ mẹ phun tắm luôn từ một đường mất mấy ngày luôn nè. Em làm một đôi bông bị đau. Không bị đau bông bị mất mấy. Con rất là kỹ nha. Để mình đeo nó rất là tay. Đây một cái nhẫn dòng đây, dòng Bandura với sư 3 màu. Có toàn ten đủ luôn nè. Toàn ten eo bì, nhỏ sách, cổ khá, tim nữa nè. Chị Lâm ơi, tìm hai cái nhẫn. Chị Lâm ơi, lúc mà đầu vào thì phải chứ chị Lâm. Đây, nhẫn kim tiền, hai kim tiền. Đây luôn đây, đây chữ quê. Như là chạy người ta như vậy. Cầm rất dính bằng tặng đấy. Ra ra của ta giáo viên bộ nữ trang của chị là 52 cái gì mà, thì đổi cô cái gì. Dạ em chào khách yêu tiệm vàng Kim Thảo ạ. Trưa ngày hôm nay nhà em có lọc là khách ở Bình Tân. Đó là vợ chồng anh Tuấn ghé ngồi tiệm vàng Kim Thảo bên em là nguyên một bộ luôn nha. Tặng một bộ cho chị đi về ăn Tết. Đây. Đây là một dây sắn ý móc máy. Sắn điều rất đẹp luôn. Cái đây bên em mới về nguyên một lô hàng, đây là sắn điều, sắn khúc và sắn mì nữa, có đầy đủ luôn. Dây về từ khoảng 5 phân đến 1 chỉ rưỡi, 2 chỉ, 3 chỉ cũng có luôn ạ. Rất đẹp luôn. Đây chỉ mua thêm một cái mặt dây chuyền nguyên bộ luôn ạ. Đây là mặt dây chuyền hiệu LV, viền tắm luôn. Tắm móc máy kiểu Ý rất đẹp luôn ạ. Đây, chỉ mua thêm một nguyên bộ là có cái vòng nữa. Đây để xuống giới thiệu khách yêu gần cạnh chị. Đây là dây đây là vòng. Vòng LV nè, móc máy viền tắm nè. Có mấy kết những châu bi tắm nè, hột sò nhân tạo rất là sáng luôn, lung linh luôn. Châu bi rất đẹp luôn nha. Đây rất là khóa họ rất là chắc chắn luôn ạ. Đây là khóa bạc nè, rất là cứng cáp luôn. À, đây là nhẫn nè, nhẫn nó chỉ mua nguyên bộ luôn, có 4 món hết. Đôi bông tai nữa, tiết đại rất là đẹp, sáng lung linh luôn. Đem đeo tay khách yêu coi nha. Tay chị đeo tay nào ạ? Cái này nè. Nè, vòng. Dạ chị em đeo luôn chị ha. Chị xoay qua cho khách nào. Hay quá. Đôi hôm nay chị đeo luôn ha. Đây nguyên bộ rất đẹp luôn. Chia rất sáng luôn. Cái đây khách yêu nào mà thích hai màu hay một màu đeo rất là đẹp luôn ạ. Mong mảnh rất là dễ thương luôn. Rồi tổng số tiền chỉ mua là còn khoảng được là 21 triệu 400 mấy chục ngàn ạ.
Em cảm ơn anh chị đã ghé mua tiền vàng Kim Thảo bên em. Một cặp anh chị đây cặp nha quý khách. Quá xuất sắc. Trời ơi, sang trọng dễ thương mà đeo nó may mắn nữa. Đó, tiếp theo là một cái lắc bảng. Lắc bảng này cũng là dạng bảng đai kim tiền luôn nha. Lắc vàng 24k nha quý khách nha. Form lắc này là một lượng ạ. Đây bảng mo, bảng mo là có móc máy ha. Đây là giác kim tiền nè, đai kim tiền. Đẹp chưa? Lắc form một lượng nha. Nhà em về mẫu này từ 5 chỉ cho đến 3 lượng ạ. Đeo luôn không chị yêu, đeo luôn nha. Đây, một cặp của nó. Đẹp chưa? Vừa cái bản mo nó vừa với khung tay của chị luôn nha quý khách nha. Cho nên đeo rất là ôm tay. Rồi, 3 món hàng 18. Một cái lắc thương hiệu Fendi, hàng siêu hot. Đây, hôm nay là về cập nhật về cái lắc này nha. Bữa giờ là bán hả? Không kịp trở tay luôn quý khách. Đẹp lắm. Lắc thẻ nha, chạy chữ thương hiệu Fendi. Đây là mắt hàng rào ạ. Cái này là nó dập mà chạy chữ. Nó xi hai màu luôn. Cho nên nó sẽ nổi cái dòng chữ nó lên hơn thôi. Nghe là có một màu và hai màu. Sang chưa? Cái này là anh đeo hay chị đeo ạ? Chị đeo hả? Cái này để em đeo hả? Ha. Cái dây này cho mẹ. Dây này là dây hỏa tiễn nha quý khách. Đây, dây hỏa tiễn nha, hỏa tiễn cắt máy và nó có giác lưới kim tiền luôn nha, quý khách nhìn kỹ nè. Rất là đẹp nha, cái ống của nó nè, nó có giác lưới kim tiền ha. Hàng siêu hot đây, cái form dây này là 5 chỉ hơn, gần 6 chỉ. Đẹp cực kỳ, dây này người lớn đeo thì rất là sang luôn, mà chắc nữa nha. Cực kỳ chắc luôn, bền lắm. Cái khóa cũng làm khóa hộp nha quý khách nha. Khóa hộp luôn. Và siêu phẩm cuối cùng là một đôi bông. Đôi bông này là dập logo Cartier. Đây, những cái khoen tròn nhưng mà cái này là ký hiệu của Cartier nè. Còn ten rơi rơi nhẹ nhẹ thôi nhưng mà cái này là hàng đúc nha, bông đúc ạ. Rất là chắc chắn luôn. Đó. Những cái sản phẩm mà hôm nay hai anh chị ủng hộ tiệm vàng Kim Đình Thảo là có giá trị là 172 triệu hơn nha quý khách nha. Gần 173 triệu. 173 triệu. Đúng rồi, 172.900 là 173 triệu quý khách. Rồi cái này em bao hộp cho anh chị. Em rất là cảm ơn vợ chồng của chị Hiền. Bóp lên rồi. Dạ rồi. Để em một hồi đến lấy kìm bóp lại, bóp nổi một lượng nặng quá. Dạ, em cảm ơn hai anh chị nhiều ạ. Cảm ơn hai anh chị hôm nay đã đến ủng hộ tiệm em.